Hello, xin các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Chuyên là tô màu của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu và tranh hình cô gái đang đi mua sắm nha. Cùng bắt đầu tô màu với mình nhé. Mình sẽ tô chiếc sọt màu đỏ. Mua màu đỏ. Mái tóc mình sẽ tô màu đen. Chào cô gái, mình sẽ tô màu hồng. Quần màu xanh dương. Đôi giày cao gót mình sẽ tô màu tím. Phần túi đồ mình sẽ tô màu xám.
tranh hay chân dung cô gái đang đi mua sắm. Các bạn có thể tham khảo tông màu hôm nay mình tô màu nhé. Video của mình sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của mình. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ xin chào và gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo của mình.